Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô ha mọi người ha. Trúc Mô Tô là một kênh chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và xe mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Đặc biệt là bên em bán những dòng xe giấy tờ chính chủ mua bán sang tên rút gốc toàn quốc ha mọi người ha. Còn những con xe không sang tên đổi chủ được thì bên Trúc Mô Tô không có mua bán ha mọi người. Thì chắc anh em đã theo dõi kênh mấy lâu nay thì chắc cũng đã biết rồi. Theo dõi nhiều thì chắc biết ha. Thì thủ tục mua bán giao dịch bên Trúc Mô Tô rất là rõ ràng. Anh em nào ở Sài Gòn ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe giúp em ha, và giao dịch trực tiếp. Còn anh em nào ở các tỉnh lân cận không có điều kiện đi lại thì cứ alo chuyển cọc, mình sẽ ship xe tận nơi cho tất cả mọi người. Chuyển cọc thì tùy theo giá trị của chiếc xe thì 10 đến 20% của giá trị của chiếc xe em sẽ ship xe tặng nơi, tặng nhà cho tất cả mọi người. Và khi anh em nhận xe thì thanh toán đủ giúp em. Giấy tờ thì anh em chỉ cần chụp căn cước công dân, hoặc không có căn cước công dân thì cứ chụp chứng minh và hộ khẩu gửi vào Zalo giúp em ha mọi người ha. Em sẽ làm thủ tục mua bán sang tên rút gốc cho tất cả mọi người. Mọi người không cần đi đâu hết, cứ ngồi yên một chỗ em sẽ lo liệu hết ha mọi người ha. Thì nói chung hầu như những clip giới thiệu xe nào em cũng nói rất là rõ ràng về những thủ tục mua bán và thủ tục giao dịch cho tất cả anh em biết ha. Tại vì kênh em thì có người mới và người cũ, thì anh em đã theo dõi nhiều rồi thì chắc cũng đã biết rồi. Còn anh em nào mới biết kênh của em thì em nói cho mấy anh tất cả mọi người đều biết ha. Rồi, chủ đề chính ngày hôm nay đây, em muốn giới thiệu và review cho tất cả mọi người một con xe của nhà Yamaha. Rồi, quay một vòng đây ha. Rồi, con này là Yamaha Duster 250, biển số Hải Phòng, thành phố Hải Phòng, chính chủ mua bán sang tên rút gốc toàn quốc. Thì giấy tờ thì rất là rõ ràng, thì chính chủ thì mua bán rút gốc sang tên là quỹ quyền hay làm gì bất cứ điều được ha mọi người. Biển số 15A101296, chính chủ mua bán thì sang tên rút gốc, giao dịch thì bên em bao hết nha, bao rút gốc sang tên cho tất cả mọi người. Biển số thì anh em nào thích biển số này, ở ngoài dạng như anh em nào đã Hải Phòng rồi thì giữ biển số ủy quyền chạy. Còn anh em nào thích sang tên đổi biển thì cứ ký mua bán rút gốc, em sẽ bao rút gốc cho tất cả mọi người, ra biển số và cà vạt mới ha, không thành vấn đề đâu. Biển số ở đâu mặc kệ, xe chính chủ là được ha mọi người, sang tên là được rồi. Một xe cực kỳ còn mới luôn ha mọi người ha. Em quay một vòng chi tiết ha. Mới len can ha mọi người. Capo nè. Đây, đụm sau. Niền, cầm niền nguyên zin ra bang ha mọi người ha. Đó, có thông số ngày giờ luôn. Đây, những ốc tán còn vải màu. Xe này được chủ giữ gìn rất là kỹ càng. Vỏ lớp nguyên zin còn khá là dày. Đây, anh em nhìn thấy sườn không? Ốc nè. Zin nha mọi người nha, đẹp lắm. Yamaha cốp ha. Bô thì khỏi phải bàn. Bô này nó dài tới sau đuôi sâu luôn ha mọi người ha. Bô rất là đẹp. Nổ rất là ấm, nghe rất là sướng nha mọi người ha. Đây, lốc máy. Các thứ còn rất là mới luôn ha mọi người ha. Máy này là dòng này là dòng 2 máy V nha mọi người nha, chứ không phải 2 máy Y. Hai máy V là hình chữ V ha mọi người, hai máy V, hai bên, hai bô. Rất là ok ha mọi người, con xe 250 mà được sở hữu động cơ máy V nữa thì không có gì để tả nữa đâu. Rất là ok, rất là đỉnh. Chìa khóa còn một cặp theo xe ha mọi người, nguyên zin Yamaha. Nước sơn thì khỏi bàn, soi mặt được hết nha mọi người nha. Mọi chi tiết trên con xe này là đều soi gương được hết. Anh em muốn bất kỳ chỗ nào soi gương được là soi hết nha mọi người nha. Rất là mới luôn, không có một chấm rầy hay là một miếng xước lông mèo nào luôn ha mọi người ha. Anh em thấy không, đem ổng các thứ còn nguyên zin. Đây, ô đô của nó là 13.652 cây. Km khá là khiêm tốn luôn. Thì một chiếc xe rất là mới như vậy, chạy ô đô mới có mười mấy ngàn cây, quá là tuyệt vời ha mọi người. Đây, anh em nhìn những cái gác chân này, không có một chấm trầy. Xe này là nguyên zin, chưa đâm đụng té ngã bao giờ ha mọi người ha. Đây, đâm đụng té ngã thì những cái món này nó sẽ trầy, nó sẽ bị mốp cong hết nha mọi người. Đây, cao su zin thắng nè, dặm chân nè.
anh em nhìn thấy không, mới là mới từng chi tiết luôn ha mọi người ha. Thì cho anh em chạy nhiều nó sẽ mấy cái này nó sẽ mòn đi. Đây máy móc thì khỏi phải bàn, sạch sẽ khô ráo, đầu nồi chưa đụng chạm ha mọi người ha, máy móc nguyên zin 100%, chưa đã đụng có một con ốc luôn. Máy thì xí nữa em test máy cho tất cả mọi người xem, nổ thì thầm mùi sân luôn, rất là đẹp nha mọi người nha. Nguyên zin hết này, cầm điền rất là mới luôn, em thấy không, dĩa còn dày cui luôn, những cái miếng cao su bảo vệ mà ốc đây vẫn còn nha mọi người, thẩm mỹ rất là đẹp luôn, em thấy không. Đấy, đây là cái miếng cao su thôi nha mọi người, ở trong là ốc nha mọi người nha, nó rất là hoàn hảo luôn. Đây, đèn đuốc thì khỏi bàn, những cái vàng si và những cái mạ chrome trên xe còn rất là mới, rất là đẹp. Này tay lái ha mọi người ha, tay ga đây không có 100 trầy ha mọi người ha, xe nào là nguyên zin rất là đẹp. Thì Yamaha, nhà Yamaha thì nó phân khối 250 mà máy V thì cũng khá là hiếm xe nha mọi người nha, nó không có nhiều dòng, rất là ít dòng. Này là phân khúc tầm trung nha mọi người nha, 250 thì anh em nào cũng có thể sở hữu, có thể chạy được hết, rất là nhẹ nhàng, chạy rất là bốc. Đây máy móc thì khỏi bàn ha anh em, máy nguyên zin. Đây góc máy bên kia bên này, mọi thứ đều soi gương được ha mọi người, rất là mới luôn, nói chung là dùng một từ mới thôi. Đây cao su ốc bảy màu, nước sơn thì long lanh, rất là đẹp luôn. Chân trống còn mới nè mọi người, thấy không? Nguyên zin ha, đẹp lắm. Em bọng các thứ còn nguyên si hết, thấy không? Đây, đèn hậu sau, đuôi dè sau, rất là mới luôn. Xin nhanh nè, sao nhìn sau rất là hầm hố luôn ha mọi người ha. Đây rất là đẹp. Rồi tổng thể một dòng chi tiết về con xe, đó mẫu mã thì anh em nhìn thấy đánh giá ha, rất là đẹp luôn. Con này mang mẫu mã Roadster pha classic, rất là đẹp luôn. Nói chung là trong những dòng mô tô classic thì mẫu những cái mẫu xe đuôi vuốt theo kiểu hồi cổ, nó vừa hồi cổ vừa hiện đại, rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, anh em nhìn mẫu mã rất là tuyệt vời luôn. Con này xác rất là nhẹ nha mọi người nha, con này khoảng 100 mấy chục ký thôi, rất là nhẹ nhàng. Thì ký cái trọng lượng xe thì em cũng không dám chắc đâu ha mọi người, tại em không có nắm rõ, nhưng mà chạy thì thấy mình dắt điều khiển rất là nhẹ nhàng, rất là ok. Con này thì không cán tướng ha mọi người, cao thấp to nhỏ đi đều được, rất là ok luôn. Rồi em xin test máy và báo giá cho tất cả mọi người, tất cả anh em. Máy thì thầm mùa xuân nha mọi người, dòng đặc trưng hai máy V nó nổ lập rất là hay luôn, rầm 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 rất là tuyệt vời đó. Anh em nghe tiếng máy không ha, nó rất là hay nha, rất là độc lạ. Dòng máy Y thì nó nổ khác nha mọi người, dòng máy V thì nó nổ đặc trưng của nó khác. Rất là hay ha mọi người, tiếng máy cực kỳ đã tai luôn. Đèn còi xì nhanh, nói chung là rất đầy đủ, không thiếu cái gì hết mọi người ha. Em xin phép test cho tất cả mọi người xem luôn, cho nhiều anh ở xa anh không có điều kiện đi lại coi xe trực tiếp thì em xin quay phép quay xe, thì em quay rất là rõ ràng và rất là chi tiết cho mấy anh ở xa, nếu không có điều kiện đi lại thì có thể mua được ha mọi người ha. Rồi test xì nhanh,
xi nhan trái phải đầy đủ, còi kèn ok, đèn đốm rất là ok ha mọi người, đèn hậu sau còn rất là đẹp luôn, còn rất là sáng, xi nhan đèn sau hoàn hảo. Và đây là nó có một cái nút canh ga sang ti ha mọi người ha, đây là nút canh ga sang ti rồi. Anh em dặn qua phía bên tay phải thì sẽ lớn, qua cái phía tay trái thì nó sẽ nhỏ ha mọi người ha. Đó. Tùy chỉnh theo sở thích của mỗi người, thì có người là thích ga sang ti lớn, người thích ga sang ti nhỏ ha mọi người. Đó, tùy chỉnh. Đây là nắp xăng ha mọi người ha, chịu khó thì một chìa mở trước và một chìa mở đây. Đây. Mở ra nói chung hai chìa này sử dụng được hết hai ổ ha mọi người. Một chìa sử dụng được hai ổ á. Máy móc thì anh em nghe nó nổ không? Như xe quay rim thôi. Khi mình lên ga mình chạy thì nó ra một âm thanh bô rất là hay. Dòng đặc trưng máy V đó mọi người. Nổ lụp bụp rất là hay luôn. Mẫu mã thì khỏi bàn rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, hoàn hảo nha mọi người nha. Rồi, theo như em đã nói đầu clip thì anh em nào mua bán sang tên rút gốc thì bên em bao hết nha mọi người nha. Bao rút gốc sang tên cho tất cả mọi người. Bao vận chuyển tận nơi, anh em cứ đặt cọc 10-20% giá trị xe, em sẽ ship xe tận nơi. Bất kỳ nơi đâu nha mọi người nha, từ Nam tới Bắc nha mọi người. Còn giấy tờ thì bên em thủ tục thì bên em lo hết. Anh em chỉ cần chụp căn cước công dân vào khẩu gửi vào Zalo giúp em là xong nha mọi người nha. Rất là tiện lợi luôn. Rồi, con xe này em bán với giá là 135 triệu nha mọi người nha, 135 triệu. Anh em yêu thích kênh em thì cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo theo dõi giúp em nha mọi người nha. Rồi, anh em nào đã đăng ký rồi thì em xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã đồng hành cùng Trúc Motor trong thời gian vừa qua ha. Máy thì khỏi bàn anh em, nổ đã lắm. Tuyệt vời luôn. Rồi, anh em nào yêu thích mẫu xe này thì alo lại giúp em ha. Em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0932 047 956, số Zalo của em là 0768 447 735. Anh em nào cần hình chi tiết con xe này hoặc là tư vấn thêm cái gì, thắc mắc cái gì thì cứ vào Zalo, em sẽ trả lời cho tất cả mọi người ha. Còn anh em nào thích xe video, đã thích xe rồi thì alo, chốt giá chuyển cọc mình sẽ ship xe tận nơi cho tất cả mọi người. Địa chỉ bên em là 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Anh em cứ tới đó alo em rước vào nhà xem xe ha. Rồi, em xin phép dừng video tại đây ha. Rồi, chúc tất cả các anh một buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Rồi, em xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn tất cả anh em trong những video tiếp theo. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Bye bye.